Đội cảnh sát giao thông số 12 đóng trên địa bàn huyện Trường Mỹ, Hà Nội, hiện đang quản lý tuyến đường huyết mạch quốc lộ 6 đường Hồ Chí Minh. Những tuyến đường này thường xuyên có nhiều loại phương tiện tham gia giao thông cũng như các xe ngoại tỉnh di chuyển về thủ đô và chiều ngược lại. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hành chính nồng độ cồn, kiểm tra vi phạm tốc độ, tổ công tác phát hiện lái xe 29C54703 điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ. Tổ công tác đã dừng xe kiểm tra. Trong quá trình làm việc, mặc dù đã thừa nhận lái xe hơn 10 năm, nhưng lái xe luôn viện ra nhiều lý do để bao biện cho việc vi phạm. Có những nơi đặt với tốc độ 60 chẳng hạn, nhưng mà đây trường hợp đặt 50 này là bọn em hơi bất ngờ. Đấy, chứ không phải là không biết. Thường thường nha, gần như là toàn biển chưa chạy 60 hết, chứ không phải là 50 như bây giờ. Mà thay đổi thì anh em cũng không nắm bắt được. Chạy 60 đối với đường có giải phân cách cố định, hoặc là mỗi làn đường nó có 2 làn xe trở lên, thì sẽ được chạy tối đa trong khu vực đông dân cư là 60. Anh nhá, còn đường này nó không có giải phân cách cố định và mỗi bên nó có 1 làn xe, cho nên anh chỉ được chạy tối đa 50. Theo cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số 12, vi phạm tốc độ, sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện gây nguy hiểm đến tính mạng cho mình và cho người khác. Hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trên địa bàn hôm nay thì chúng tôi tiến hành là kiểm soát đo nồng độ cồn trên tuyến và xử lý đối với lỗi tốc độ, vi phạm tốc độ là những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tai nạn giao thông. Thì qua thực tế thì chúng tôi kiểm soát và kết hợp đo nồng độ cồn thì đã nhận thấy là ý thức của người dân tham gia giao thông trước khi sử dụng bia rượu thì người dân đã có ý thức nâng cao hơn. Qua kiểm soát từ 13:30 đến thời điểm hiện tại là các phương tiện vi phạm giao thông về nồng độ cồn là không có, đã giảm mạnh và ý thức của người dân tham gia giao thông được nâng cao. Qua đó song song thì chúng tôi thực hiện cái xử lý vi phạm lỗi quá tốc độ với các phương tiện thì cũng đã giảm nhiều. Thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, phân công cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số 12 bám sát mục tiêu đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, phân luồng hướng dẫn giao thông, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có những lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các vị trí trọng điểm, phức tạp, trọng tâm là các tuyến quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh, trục giao thông phía Nam.